Ăn trên cầu hả con? Cô bình tĩnh thôi con. Đâu cô? Đâu cô? Đâu nhà hai, nhớ tay cái hậu từ từ. Con nghỉ mệt, đi con nghỉ mệt. Ở đâu? Bình tĩnh. À. Không. Cái sổ ghe đang chạy hả con? Cái bánh tre hả? Con mình đi đó mà. Ừ. Vậy là cái hướng chợ ở trên này. Hai mẹ con hai nơi khác nhau hả con? Trời ơi. Chưa có quạt đem qua gì đây, bên mấy bên đây đâu? Nằm mấy bên bản á. Nằm mấy bên bánh tre đúng không? Ừ. Nằm mấy bánh tre. Chưa có đem về bên đây. Dạ. Nhưng mà cô xác, xác, xác định là cháu của mình. Nghe nói cháu đó mà đi bệnh nhân viện mới biết được. Đi bệnh nhân viện cái nữa. Nói chung là cũng là một đứa bé nhưng mà không biết đời. Giờ chuẩn bị xe đúng không cô chú? Dạ, anh em ơi, chuẩn bị điện kiếm xe anh em ơi. Mấy chú, mấy em lúc đó với xin tôi thay mặt gia đình á là tiếp gặp bé nhỏ trong buổi sáng nay. Rồi trong gia đình cũng nghe nói cho cộng đồng mạng rồi biết cho mình dùm gia đình. Không, nhưng mà bây giờ là tìm thấy cả hai người hay là hai một người, mới một người em bé thôi. À, là một mình em bé. Một mình em bé rồi mẹ chưa gặp. Ở tìm mấy chú, mấy em lưu ở dưới ha. Xin tôi thay mặt gia đình á là tiếp gặp bé cái nhỏ trong buổi sáng nay. Rồi trong gia đình cũng biết nói cho cộng đồng mạng rồi biết cho mình dùm gia đình. Không, nhưng mà bây giờ là tìm thấy cả hai người hay là hai một mẹ con? Một người, mới một người em bé thôi. À, là một mình em bé. Một mình em bé rồi mẹ chưa gặp. Rồi tìm lúc mấy giờ cô? Hồi đâu tự giờ cỡ tiếng ngoài vậy, người ta điện người ta cũng nói là mấy giờ. À. Mà nhưng bây giờ là đang chụp hình bé đặng lên công an định dạng bé đặng ta cho xác mình đem bé về lo hồ sự. Còn người mẹ chưa gặp, mà bây giờ trong gia đình nhờ mấy em mấy cháu YouTube là nhờ giúp là kiếm ghe giùm đặng tiếp tục kiếm mẹ nó trong ngày đặng cho nó cùng mẹ nó có thể gặp chung mẹ con một ngày mình lo hậu sự luôn. Là bên đây cũng đơn chiếc nhờ YouTube với cộng đồng mạng rồi với trong nước ngoài nước ủng hộ giùm kiếm gì người mẹ trong ngày nay cho gặp được người mẹ đem về, tại vì cô ôm chú gia đình là đang bối rối với ông ngoại nó, bây giờ kiếm được bé ông ngoại nó cảm xúc động dữ lắm. Dạ. Cũng như là kiếm được bé dụng ngoại nó xúc động là muốn xỉu không? Cũng như là mừng rồi thương cháu quá, bây giờ là ông ngoại nó đuối dữ lắm. Chưa sạn bao xe 7 chỗ đem ngoại về trước. Dạ, ông ngoại sẽ về bệnh trước. Dạ, cho ngoại về trước. Dạ. Cho ngoại gặp bé. Rồi mẹ bé lại đi mình tính sao. Chứ ông ngoại 2 ngày nay là ông ngoại yếu sức lắm rồi. Dạ. Cho về bệnh, ví dụ như có gì có bác sĩ rồi chăm sóc cho ngoại. Là hiện tại bây giờ là được người dân báo cho đội thanh niên xung kích với lại bên cứu nạn cứu hộ là đã thấy cháu về. Thấy cháu. Dạ. Người ta báo cáo là thấy cháu trước chứ chưa thấy người mẹ. Chưa thấy cháu trong buổi sáng này nè. Dạ. Rồi bây giờ là chụp hình cháu đưa cho công an định dạng đặng cho công an xong rồi trên nhận. Dạ, là xong là đem bé đem cháu về bên bản luôn. Đem cháu về bản. Dạ. Với ông ngoại cùng về trước. Rồi bây giờ ở đây cô thể mặt gia đình nhờ YouTube nè. Dạ. Mấy cháu mấy em đó nhờ kiếm dụng chiếc kia. Mới dùng chiếc ghe là đi kiếm mẹ nó cùng trong ngày nay. Là cô xác định là cô vẫn còn nhờ tụi con để mà vẫn, đi vẫn còn xác đi định nhờ. Thuê một chiếc ghe để cùng tập trung đi kiếm người mẹ lên. Đúng không cô? Hỏi chú đi, chú nói vài tiếng đi chú. Đồng ý ý của nó vậy. Là sao chú? Dạ. Chú là mong muốn anh em toàn lực anh em hỗ trợ ghe giống như thuê ghe để mà tìm con của chú, còn cháu thì bên có đằng nội lo rồi. Rồi đúng rồi đó, bây giờ là còn lại là con của chú là anh em cứ tiếp tục mà giống như là gom góp lại người được nhiều được thì thuê ghe để mà chạy đi kiếm phụ với lại các đội cứu nạn cứu hộ. Còn rồi, cái vấn đề mà như sau này á, đây con cũng xin nói với cô vậy ha. Những cái video của anh em ở đây đăng lên là gia đình chia sẻ lại và tụi con không có môi móc cái chuyện gì để bên nội cả đấy cô ha. Giống như từ hôm bữa giờ nghe tin thì anh em cũng giống như là thật chất tụi con là cũng làm để mà cũng kiếm tiền thiệt, nhưng mà tụi con chỉ xuống đây hỏi thăm và hỗ trợ tìm kiếm chứ ngoài ra tụi con không có đăng cái thông tin gì lệch đó. Rồi á, nếu mà tụi con không có
giống như là nói bên này nói bên nọ, nên là nhiều khi có nhiều người hiểu lầm á, thì con mong cô là cũng hiểu cho tụi con ha cô ha. Nhiều khi là cũng có nhiều người ta sẽ bình luận trái chiều á, rồi chiều là sợ bên nội phiền phức ở chỗ ngoại không có chứ. Dạ. Sợ bởi nhiều khi phải nói thẳng vậy luôn chứ. Trái chiều sợ bên nội phiền phức thôi chứ bên ngoại là nói chung là không có gì hết. Dạ. Ta đang nhờ Bluetooth giúp mà. Dạ. Tới nhờ Bluetooth giúp đâu có phiền phức, mà sợ bên nội thôi, mình sợ vậy thôi. Rồi vậy đó. Nhưng mà một hồi mình đi nhận cháu mình á, mình có đi theo không cô? Giờ chắc mình không theo được, giờ mình lo bên đây đi chứ, bển người ta tự ta đi hết trơn, ta đâu cho mình hay đâu. Dạ. Mình đâu biết được. Dạ. Rồi tự ta lo về nhà trước đi. Dì á. Alo. Alo. Dì á. Cháu ơi. Ừ. Cha về. Vậy hả? Bây giờ sáng nói cho con nghe nè, nói rõ dạ có mấy chú Bluetooth luôn, là mấy chú Bluetooth ngày qua về gia đình xa mẹ với xá thay mặt gia đình con á, là nhờ mấy chú quay đang tìm con Kiều với thằng Ken, nếu gặp được mẹ con lúc nào là ta chuẩn bị tay sẵn đưa xác hai mẹ con về tới nhà cho mình an toàn. Mà bây giờ thì bên nội không muốn cho quay thằng Ken lên Bluetooth, bởi vì bây giờ đang cũng gặp khó, bây giờ làm sao mà tìm được, bây giờ ta sẵn ở đây là ta đưa. Mà bây giờ gặp khó gì trở ngại gì, bây giờ để đằng này tính đi rồi từ từ chứ sao giờ. Bây giờ tiếp tục nhờ bên chú Bluetooth nè, là nhờ kiếm con Kiều tiếp tục, nặng được con Kiều để đem về nữa, chứ lừng chừng như vậy nữa ai đem Kiều về. Trong mình đang khó khăn, mình đang lúc này khó khăn rồi không có gối trí rồi bằng nó đủ công chuyện luôn bây giờ. Tập máy mới gọi lại sao á? Nghe, đó bây giờ không có ai đưa Ken về. Ý là giờ bây giờ không ai đưa cháu về hả? Alo. Thấy chưa? Nội con đưa thì ngoại đưa đi. Đừng có nói gì bên nội hết. Bây giờ sáng nhờ mấy chú Bluetooth đen canh với ngoại vậy nghe. Hiểu không? Nha. Nè bây giờ nè con thay mặt nè, bây giờ con thay mặt nói mấy chú Bluetooth đây nhà đi. Nè ai Phạm ta... nghe đi chú. Tâm với Tấn rồi đó. Alo. Nghe đi. Rồi giúp giùm. Chính cái dình ta nói đi. Cửa biển cái gì á, giờ anh kiếm xe giùm em với, chứ giờ em ở đây em cũng mất bé 2 tuổi. Là ý là bây giờ là bên nội là không có xe để đưa cháu với lại là ông ngoại về và anh, đúng không? Là đưa xác cháu về đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ này là bên nội kiếm không ra rồi mới nhờ anh em đúng không? Bên ngoại nhờ. Bên ngoại hay bên nội nhờ? Rồi bây giờ là nói chung là dì chú cô chú đây anh em sẽ hỗ trợ nhiệt tình luôn để đưa cháu với lại chú về bển cho. Rồi còn chuyện bên nội là ở đây anh em không có biết nha, không có tham gia vô cái chuyện bên nội nha. Rồi ok bên ngoại thì bên đây hỗ trợ hết mình cho, không sao đâu. Rồi cảm ơn mấy đứa Bluetooth nhiều nha. Cô biết tên đứa nào như Phạm Tấn hay là Tâm gì đó. Trời ơi, đừng có lại chú ơi. Chú ơi, đừng có lại chú ơi. Chú bình tĩnh chú. Đừng có làm vậy. Ta nó giúp mình à. Cứ làm vậy nó giảm thôi. Bây giờ điện xuống dưới coi là đã lấy xác cháu lên chưa để biết được anh em để kiếm xe liền gấp trong bây giờ nè. Bên kia anh em có chỗ đợi dưới. Đây. Đây có. Đi chơi đi chơi chị ba. Dạ là đợi nè, nó nói. Chắc hả? Dạ. Chị ba chưa tới, nãy điện cho con mãi rồi, chị ba chưa tới. Chị ba bị ra biển rồi. Chị ba ở biển biết đường đi. Chị ba ở biển rồi bây giờ. Đem lên bờ rồi đúng không? Nhưng mà giờ ấy xong chưa, đang biết đường là mình kêu mình cứ kiếm xe. Nó đợi nè, nó lên, nó bên nội á. Bây giờ điện lên rồi chụp hình đó, là đem lên đây cho bên nội thấy. Nè bấm giùm cái số con mới điện lại hỏi nó rồi coi bé nó đem lên bờ chưa, chỗ nào đâu cho đằng này biết mới đi lại được chứ. Có đâu đâu ai điện đâu. Đem bao con Thí hỏi, bây giờ kêu con Thí hỏi bây giờ là thằng Ken nó nằm ở đâu, nằm chỗ nào, anh cho mấy thuốc Bluetooth mới biết được lại.
xe 7 chỗ đó sao mà người ta dám chở chở người thôi chứ đâu có chở chở xác được. Đi bằng xe cứu thương á chú. Cứu thương đúng rồi, cứu thương. Cái lực là xác thì cứu thương chứ 7 chỗ người ta xe khách đâu chở. Chị bây giờ là kêu xe tới là đưa cháu về, đưa xác cháu về luôn đúng không? Chị cháu mình đâu? Rồi bây giờ ý là bây giờ xong chưa, cam kết ăn kết xong chưa để biết đường đang mình kiếm xe để mình hỗ trợ đưa chạy dưới liền. Ủa giờ thằng bé ở đâu? Ủa thằng bé đâu, ở ngoài kia chưa xong mà bên nhà nội chưa nói với chị hả? Bây giờ nè chị điện lại bên nội chị nói rõ ràng đi rồi cho em hay cái rồi em sẽ biết được em tính cho ha. Bây giờ mình kêu xe nặng đưa ngoại với đưa cháu về. Biết rồi mẹ hỏi bây giờ. Ý là bây giờ là cháu nó xong việc chưa để biết đường kêu xe chứ cháu chưa xong việc mà sao kêu xe? Chưa xong hả? Bây giờ chị điện lại đi, chị điện lại mới nói chuyện bên thằng nội đi, bên thằng nội có nói sao rồi tới đây chị cho em tụi em hay rồi tụi em sẽ giải quyết kiếm đường bên cho nha. Nè con. Nó điện về bên nội coi giờ. Thì đó thì nãy con mới kêu á, điện về bên nội thử đi rồi coi làm sao. Dạ nói chung thì giờ anh em sẽ giống như là sao chú? Chú rất là nóng lòng luôn, tất cả nóng lòng. Ủa rồi hôm qua bọc đồ ở đây đâu? Nó đem qua bản á. Trắng ơi. Đem qua bản ở đội này nó là dắt lên. Nó tưởng là đem về đây. Nó mới đem bọc đồ. Người ta dớt đâu ta làm ăn kết đó đúng không? Ta là khám nghiệm hiện trường đó đúng không? Cuộc cuộc bây giờ nó đã đợi nó dắt rồi đem bọc đồ. Rồi bây giờ đợi cuộc điện thoại xác nhận là xong việc chưa rồi tụi con sẽ kiếm xe cho. Nói chung khi mà xác nhận xong rồi mới chở bé về được. Công an nó trả cho mình mới về được, công an nó chưa trả. Nhưng mà quan trọng bây giờ là phải xác định kỹ là bên nội là có và là chưa có xe hay là có xe để biết đường tụi con kêu luôn. Hỏi lại bên nội cái nữa. Kêu con tí hỏi là bên nội cái. Đó cái số điện thoại đó điện giờ bây giờ nãy con nói chuyện với chị rồi, chị nói để chị điện về bên nội coi làm sao. Nhiều khi ý của bên nội là kêu đưa ông ngoại về thôi. Nhiều khi ý đó nữa, còn đứa bé nữa. Nhưng mà nhiều khi chị này chứ chưa có rõ. Bây giờ hỏi kỹ lại để thôi sau này lùm xùm nữa. Đúng rồi, để lùm xùm nữa đó. Cái người mà bà cô nó đi về bản là lấy qua bên cái gì? Đi qua bên vô đây chạy. Chưa có qua đem qua gì đây, qua mấy bên đây đâu. Nằm mấy bên bản á. Nằm mấy bên Bến Tre đúng không? Là qua Bến Tre. Chưa có đem về bên đây. Dạ. Nhưng mà xác định nhận diện rồi. Xác định là cháu của mình. Nghe nói cháu đó mà đi bệnh nhân viện mới biết được. Đi bệnh nhân viện cái nữa. Nói chung là cũng là một đứa bé nhưng mà không biết đời của mình hay là của người ta. Đi bệnh nhân viện rồi, cô đi bệnh nhân viện rồi. Là mé bên Bến Tre hả chị? Mé Bến Tre. Trời ơi. Rồi cảm ơn anh chị. Thì bây giờ phải đợi thôi. Đợi coi tình hình như thế nào nữa chứ bây giờ cũng chưa biết được đâu rồi coi hai bên gia đình nữa. Còn thỏa thuận lại là bây giờ đem về nội ha, nội lo hay là ngoại lo nữa kìa. Ngoại lo luôn đúng không? Nội có hứa rồi trả về ngoại. Trả vừa mẹ vừa con vừa ngoại hết. Dạ. Thôi về cũng quý rồi. Chứ anh ta không có dám. Thì nếu mà từ đây nửa tiếng nữa thì tụi con sẽ nếu mà xác định là đem về bên ngoài thì con sẽ hỗ trợ xe. Giống như là điện kiếm chiếc xe rồi đó, anh em gom góp lại người ít đồng thì cho xe chở ông ngoại với bé về ngoại nha. Dạ rồi, cô chú yên tâm. Cảm ơn dạ. Cháu nhiều. Dạ dạ. Bây giờ mình chờ thôi, mình chờ cái có gì tôi qua hỗ trợ với xe cô cho. Nó qua nhận con bây giờ. Rồi sợ chiếc cano chạy về đây luôn. Rồi kêu nó mướn ai đó giác vật tư vô giùm. Chứ giờ trên này trên còn ai như thế đâu mà làm. Chạy với kêu con Thí đã nhà để nó trách nhiệm phần đó đi.
con nói đi. Ừ, vậy đó người kêu ông Tú là ra vậy đó, gọi nhân Tú có quen chỗ nào kêu ông Tú mua luôn. Ừ, có quen chỗ nào kêu ông Tú hỏi nó có quen chỗ nào nó làm, nó thường làm hồ nó biết, là kêu nhờ nó mua luôn. Ờ, là vậy đó, rồi kêu Tương Thí là chuẩn bị là cát lá xuống rồi đó, là chuyển vô đó. Ủa, rồi đợi anh Công về nghe, đợi anh Công về coi nằm chỗ nào nghe, anh Công sửa chạm chút, anh Công về tới đó. Ờ, vậy đó. Ừ. Tức là bây giờ ở nhà làm mã cô? Bây giờ anh về cho kêu vật tư trở về trước là xây cái mã bé trước. Bé về thì xây mẹ bé trước, rồi gặp mẹ mẹ sau thì mình sẽ có à, con ra chỗ mà cha nó điện chặt củi đó chỗ nào? Con chọn dẹp cái chỗ đó hết đi nha. Thì gần khách đâu bây giờ làm chung luôn hay là làm riêng? Làm riêng, làm riêng. Tấm bỉm nhỏ mỗi mỗi người mỗi cái ha. Thì vì con với mẹ nó chênh lệch nhau, chạy số hộ chênh lệch đâu có làm chung nữa. Biết mẹ mình đâu có nào. Con vợ chỗ mà đang xây mã mờ đó, ngay chỗ chặt củi đó con, mà phía nha, phía dưới đó nha. Dọn đi, dọn 3 củi ấy đi, dọn chỗ để dân tư chuyển vô. Dân tư đảo đại cô rồi, nhà của chú là xe 4 bánh vô được không? Trời ơi, tới cửa xe tải xe bự á, xe tải 5-7 bự nha, lỗ bự lỗ nhựa mà, mặt tiền lỗ nhựa. Bên bển mới di chuyển bằng xe gì nè, ta không nói mình đâu biết xe gì cấp cứu, xe là xe gì nè, xe nhà của nó biết rồi. Không, bây giờ nãy bên cái bạn hai đó là bạn nói với chị, nói với cưng là đi xe con rồi cho một người ôm cưng sau lưng bảo vệ cưng, là chạy xe con về trước. Bây giờ hiện giờ cưng cứ về trước, đặng dọn cái chỗ cho mẹ con nó hình đi, chứ cưng về cũng sắp xếp cái chỗ vật tư này coi nọ. Rồi cưng về đặng cưng đứng, cưng lo chỉ quy cho tụi nó làm, tại vì cưng trong gia đình. Rồi nó nói là nãy bà hai nói là bây giờ kêu xe con mà có một người ở sau ôm cưng, chờ cưng xỉu bảo vệ cho cưng về liền về xe con, chứ cưng không có đi bảy chỗ như người ta bây giờ, bây giờ cho cưng về liền giờ không chịu phải không? Tôi dạ về với cháu, bắt đầu với cháu, rồi cháu mời ông ngã đi, rồi chừng nào về chung đây. Vậy là cuối cùng là ai đưa cháu cái anh về vậy cô? Bên nội hả ngoại? Không, bên nội người ta, chắc bên nội ta đưa. Nãy hình thức ta nói là bên nội bảy chỗ á. Dạ anh đã nói anh thương ta lo rồi kêu tôi về trước, tôi về trước. Vậy là cũng như là cái phần mà bên cô với chú là nhờ mấy anh em ở đây là mướn mướn phương tiện xe đưa bé về, bây giờ là bên nội đã đưa rồi để là tụi con biết, tụi con khỏi phải đi tìm xe nữa. Đúng đúng rồi, nãy bên nội ta nói đó, bây giờ sắp xếp cho ngoại về trước xe con. Dạ. Rồi bên nội ta xe máy đưa xe máy, rồi sắp xếp bên nội ta đưa bé cái anh về anh ta. Dạ nãy ta nói rõ đã, thấy rõ ta đâu tụi con biết, tụi con khỏi đi kiếm xe đó, khỏi kiếm rồi để tới gặp mẹ của bé nè. Rồi giờ về đâu có xe nào đâu mày, xe nhỏ nè, đưa cưng về hai hai bánh nè, xe bánh là giờ cưng chị viên cưng là về trước đi, rồi lát kem về sau cưng cũng đón gặp cháu à. Cưng về cưng chỉ chỗ nằm sao, rồi xây sao, rồi kem nào đâu mẹ nó nằm đâu mới được, chứ thấy nhà đâu có người anh. Cưng về nhà đi, lát cháu về sau cưng cũng gặp à. Như vậy là cho nó hai người đưa cưng về, không chịu luôn. Cưng biết với cháu cô nói thiệt, đem cháu cái để nhà, thì để nhà ta cho mình để nhà mình nhà, tao không có đụng địa đâu mà không cho nó rồi, ta trả về cho nhà mình, ta có nói rõ rồi. Ừ. Em vô để trong nhà, thì bây giờ để đâu, để cưng về chứ cưng đón cháu, cưng muốn để cũng được hết. Không để đó đó, rồi nó kêu thợ xây mua quách, mua gì chứ. Đây là để chị điện về dưới, là để cưng về mới xây. Bây giờ cưng về mới xây à? Xây chẳng thể ảnh cháu đi ra lại. Không có, đây vậy thì chị nói vậy thôi. Những người dân báo, vậy là bé 2 tuổi đó, tiếng gặp hả cô? Gặp vào sáng. Cô
còn mua quách mới được. Ủa chú, như trước kia là hai vợ chồng không có nhà riêng hả chú? Có nhà riêng ở bên đảo Thành Nam á. Có bên kia là riêng rồi. Nhà về về ngoại. Cháu là phải về ngoại. Về ngoại Nam. Dạ. Bây giờ anh Công nói là cứ kêu Việt Tư trở về đi cho Tú ra to trở đi, mà chừng nào anh Công về hạ xây học cho thằng Ken nha. Hạ xây học cho Ken với mẹ. Ai học? Kêu Việt Tư nhiều đi hai học, một lớp học nhỏ mà để anh Công về mới được xây nha, anh Công chỉ chỗ. Mình đang nghĩ về trước, anh chỉ chỗ mà không chịu về để đại mặt gặp Ken, mà dàn Ken nó làm Bến Tre, mà nó nhận định đấy mà công an nó ấy che, chưa có trả về nữa mà. Đang nghĩ về trước không chịu, giờ đợi gặp cháu hoài, gặp Nguyễn, gặp anh Xỉu. Gặp anh Xỉu. Gặp anh Xỉu nè, gặp Xỉu chụp ra chỗ nè. Trời ơi. Vậy là bây giờ chú sắp xếp thằng chị về bển như là mình lựa cái chỗ để nhưng mà chỗ nhỏ ai mà nổi thì về mà chú phải về chung với cháu chết mà gặp cho mình trước đi. Dạ, chú là muốn đi về xe chung luôn, về chung cháu mà để cháu đối với nhà đó ra chỉ thợ xây học cháu tôi xây học không có chắc bà đi dinh bển đâu có gì đấy, ở đâu là công an mà giám định đó hả? Ừ. Nó tắp đi đâu là công an giám định đến, nó tắp bệnh làm bệnh tắp này làm này. Nó vậy đó. Mai hết đầu nhỏ. Bữa trước, bữa sau nó chạy nhỏ. Là chú hết cái đầu cho con bé hả chú? Có tóc hả? Dạ, nó đi hết. Dạ. Nhỏ lớn là nó ba giá. Dạ. Ở nhỏ lớn nó ba giá sẵn hả? Ờ, ba giá sẵn luôn. Vậy là thằng là con của trên. Không biết ba giá nó con của trên. Con đỏ dạ. À, rồi đó. Rồi bà cũng như mẹ làm dấu hả? Mẹ bắt mẹ dẫn đi đó, mẹ làm dấu sao? Ba giá rẻ tính nó hơi ít bình thường với mình đi rồi thợ nó không? Bình thường nó nít, bệnh á. Nít ba giá. Ba giá là ba giá. Ừ. Hết bình thường là nó quậy. Nó quậy, yeah. Quậy nó bệnh. Nó, ừ. Nó vậy thôi, vậy. Rồi để cho bà đó đây, bà lại nói gì nữa. Nói gì nữa đây. Chắc mà. Ăn kiếm cầu hả con? Cô bình tĩnh lên con. Đâu cô? Đâu cô? Đâu nhà hai, nhớ ra chỗ học từ từ. Con nghỉ mệt đi, con nghỉ mệt. Đâu? Tĩnh. Chạy giữ. À. Đâu? Chỗ ghe đang chạy đó con. Mấy mà chồng mới bển. Cái bên Bến Tre hả? Hôm qua mình đi đó mà. Ừ. Vậy là cái hướng chờ ở trên rồi. Hai mẹ con hai nơi khác nhau hả con? Trời ơi. Ủa, không phải. Chỗ này là chỗ này nè, bạn kêu ở đây nè. Em không có đi xa. Rồi bình tĩnh. Là nghe thông tin chính xác không cô? Chính xác rồi hả? Đội tìm kiếm thấy rồi. Dạ dạ là giờ về chuẩn bị xe đúng không cô chú? Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi anh em ơi chuẩn bị điện kiếm xe anh em ơi. Bây giờ là có xe chưa nè? Gặp được cháu hết rồi, cháu dâu, cháu ruột gì cũng gặp hết rồi. 8:30 rồi. Gặp hết rồi, mẹ con hết. Đau lòng quá, nhìn xót quá, trời xót. Người già cũng thấy đâu hết rồi. Bây giờ mình sắp xếp để... Ôi, nó bậy, kèo. Thôi mà đằng này cũng được rồi. Hạnh thì nó chịu lên, chịu xuống, nó chảnh nữa. Không ai lo nữa. Lên trên cầu phải không? Không, nó bên đó đó. Ừ. Hết người ta rồi, đi chỗ hết rồi. Đi kiếm, đi về tại đó hết rồi.
Bây giờ cô chú cứ ngồi đây bình tĩnh đi, rồi mọi việc cũng đã sẵn sàng rồi. Nếu mà không có xe thì để họ kiếm xe cho, rồi bình tĩnh thôi. Chở qua bển đi, người ta kia, để người ta sắp xếp cho mình. À. Nếu người ta ghé bển, người ta không có ghé đây, mình đi bển. Đi đi qua bển cầu đi, bao chân cầu, cô chú qua bển đi. Mình đi qua bên bển, người ta không có đi lại đây cho mình. Qua bển tre hết à, ở dưới chân cầu á. Cầu á, ta không có ở đây cho mình đâu. Đi nó lấy đồ đi. Ai mà? Ê, bà ơi, mở sắp xếp đồ đạc của mình nha mà. Đồ đạc kêu qua chập cao nha, chập cái cầu cầu. Nè biết rồi. Đây nè, đây nè. Không biết mẹ bếp tàu nha, bếp này. Tôi biết gặp thôi, nhận đi ấy thôi chứ không biết đi 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 đi. Đi 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 đi. Cô dọn đồ đạc rồi đi con.